Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta đến với chuyên mục hàng tháng. Cuối tháng thì chúng ta sẽ xem xét coi cái tháng sau có những con game gì ra mắt. Sắp tới là tháng 8. Cũng phản phản là giữa tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu tháng 8 luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ điểm qua danh sách những con game tháng 8. Ngày đầu tiên của tháng 8 có một con game cũng khá là thú vị. Tôi nghĩ nó khá là thú vị thôi. Lúc trước thì tôi rất hóng con game này luôn. Nó theo cái kiểu pixel đồ họa 2D. Anh em thích mấy con dạng 2D như thế này thì sẽ thấy nó rất là đẹp luôn. Anh em nhìn đồ họa nó rất là ấn tượng luôn nha. Cái tông màu từng cái đường nét nó đi rất là đẹp. Lúc đầu thì nhìn thấy tôi cũng thích lắm, nhưng mà khi tìm hiểu kỹ thông tin á, anh em nhìn mấy bút tròn này chắc cũng dần dần nhận ra đó chứ gì. Con game này nó là một game gacha mobile. Tôi không biết là có lên mobile luôn không, nhưng mà mục đích ban đầu của Dev là gì, nó dạng đi tulay nha, nhưng mà nó hướng đến là cái lối chơi là gacha, tức là mấy con game mà online quay số anh em hiện tại có thể chơi được cái bản demo của đây nè. Sắp tới ra mắt thì con game này nó đi tulay rồi nên nó miễn phí luôn, nhìn trông rất là thú vị, nhưng mà chắc tôi không chơi đâu. Gacha Mobile nhưng mà cái lượng tài nguyên nó rất là giới hạn luôn. Một trong những con game mà anh em không thể nào nắm bắt được hết toàn bộ nội dung của con game á. Đó, nó dựng cái phong cách như anime rồi kết hợp cái đồ họa pixel 2D, nó nhìn rất là tuyệt vời. Tôi rất là thích nó ban đầu lúc mà lần đầu trải nghiệm á. Thì thấy ấn tượng như thú vị lắm. Nhưng khi tìm hiểu kỹ thì con game này nó thuộc dạng gacha hay có thanh toán trong mạp. Gacha thì thôi, chắc là tôi sẽ bỏ qua nó hoặc là chơi thử cho biết thôi chứ không có dành thời gian nhiều được. Ngày 1 tháng 8, ngày đầu tiên của tháng 8 luôn. Một con game nhìn rất là đẹp. Nhưng rất đáng buồn là nó lại là con game gacha thôi. Cũng trong ngày hôm đó luôn là chúng ta đến một con game giả lập xây dựng một cái nhà máy sản xuất xe hơi, trông nó rất thú vị nha. Con game này lúc trước tôi đã thử qua một lần rồi, chơi cũng khá là ổn áp. Cái bản tôi thử qua là không biết có phải là cái bản demo không, lúc đó tôi chơi thì cũng chưa có tiếng Việt nữa nên cũng chưa có trọn vẹn, hay là có mà tôi không biết, tôi không để ý nữa. Trong game này mình sẽ xây dựng và quản lý lập nguyên một cái xưởng sản xuất ô tô luôn. Ô tô này vẫn chạy xăng nha chứ chưa có lên ô tô điện đâu. Game này trông là nhìn thấy vậy chứ cũng thú vị hết á. Lúc đi chơi thì ban đầu cũng khá là ấn tượng, tuy nhiên cái lượng nội dung nó hơi ít nên sau một thời gian cũng nghỉ thôi. Chắc đó vẫn là cái bản demo, hiện tại vẫn đang có bản demo cho anh em trải nghiệm ở đây. 28 ngôn ngữ, hy vọng là đừng có dùng Google dịch. Gì có UFO với lại nó lấy cái xe của mình đó kìa. Bên đó là máy quỷ xe. Những con xe này là bên phương Tây á, họ rất là chuộng mấy cái dòng xe cổ như thế này nên con game này ra họ rất là hóng luôn. Những cái con xe mà phong cách kiểu cổ cổ đó, cái ông làm trailer ông ngắt nhạc, ông ngắt cái nhịp nhạc mà ngang xương như ta. Rồi cũng trong ngày đó luôn, một con game đến từ anh em hàng xóm Trung Quốc của chúng ta, anh hàng xóm phương Bắc, game Trung Hoa. Trong cái game này thì chúng ta sẽ được là trở thành một trong những cái tông chủ của giáo hội của mình, bang hội của mình, sau đó gây dựng cái bang hội, huấn luyện mang đệ tử cho nó đi làm nhiệm vụ cạnh tranh với bang hội khác, đấu đá rất nhiều thứ. Ông nào cũng làm cái trailer mà đồ họa như cái mà chất lượng như 480p vậy nè ta, nhìn mù con mắt luôn rồi đó. Đó, mình sẽ quản lý công hội nên có rất nhiều thứ để làm trong này. Hy vọng là con game có gameplay chiều sâu sâu tí để chúng ta chơi. Thì mấy con game Trung Hoa chắc anh em biết rồi chứ gì, game này nó không hỗ trợ tiếng Anh nên nó chỉ có ngôn ngữ tiếng Trung là duy nhất thôi, nên thành ra là chắc phải chờ những cái mà anh em pháp sư của Việt Nam chúng ta Việt hóa thì là dùng mấy cái tool dịch đó để có thể trải nghiệm được. Game này tôi nhìn sơ sơ thì cũng rất ấn tượng, rất là thú vị. Hy vọng nó có chiều sâu một tí. Game của mấy anh em Trung Hoa thì thường giá chỉ có là loanh quanh khoảng cái mốc 10 đô thôi nên mức giá khá là mềm, dễ chấp nhận. Game này nếu như mà ổn ổn thì chắc tôi cũng sẽ chơi thử luôn. Ngày 2 tháng 8, ngay ngày hôm sau thì chúng ta có một con game, một chủ đề 2D. Mà nhắc đến 2D này thì chúng ta lại nhắc đến Hollow Knight. Đó, anh em nhìn cái nét tương đồng cũng hơi hơi đó. Nhắc đến Hollow Knight thì chúng ta lại nhắc đến con siêu sông. Siêu sông chưa bao giờ tồn tại đâu, anh em nhìn thấy có nhiều điểm giống không? Tôi cảm thấy là điểm giống rất nhiều luôn, nhất là cái kiểu nhân vật như thế này, di chuyển như thế này nè, thêm cái bách giao hình nền đó. Tôi nghĩ đây là một cái bản clone, clone gần như là trắng trợn táo tận luôn á. Nhưng mà nếu anh em thích thì vẫn có thể trải nghiệm được, chứ như lực trên Steam họ cho phép, họ không có quy định rõ ràng mấy cụ thể về mấy cái đó đó. Rồi bên siêu sông họ không có kiện tụng gì thì anh em cứ chơi thôi. Vô này vẫn mà Ellie áp sát nha. Cảm giác họ làm cái video họ tua nhanh lên tí để chúng ta bị hấp dẫn bởi cái nền đồ tảng đồ họa. Mấy cái hiệu ứng thì lúc nào nhìn nhanh nó cũng đẹp hơn là nhìn chậm hết, nó không bị khuyết điểm hay hạt sạn gì cả. Đây, giá 7 đô, 10 đô. Sẽ đúng giá của mấy anh Trung Hoa luôn vậy. Nhà phát hành này cũng có một vài con game khác, đa số là Guitoulay nè, Eternal Guitar này cũng khá là thú vị hấp dẫn đó. Thôi, chúng ta qua con game mới đi. Đây là con game dạng kể chuyện, nó rất là
gọi là cái gì á, cozy, cảm giác mà nhàn nhã. Anh em nhìn cái tông màu rất ấm áp luôn, thiết kế mấy con phòng trong này cũng rất là đẹp đó. Game này thì tôi coi mấy cái trailer giới thiệu với mà mấy cái ông dev đó cũng ghi thông tin rất nhiều. Anh em nghe cái chất lượng đồng tiếng, cái voice nhân vật á, nghe cũng rất là thú vị luôn. Thích mày hết. Galia, Zack, River, they're still struggling. They could use a little hope, couldn't they? How do you deal with being alone all of a sudden? Do I look like I'm dealing with it? Con này nó không có giống cái kiểu của Lai Trang à. Nó là cái kiểu kể chuyện của rất nhiều nhân vật luôn, chứ không phải tập trung cụ thể vào một nhân vật thôi đó. Chủ yếu là cái trải nghiệm cái mà bối cảnh thế giới sống này thôi. Cái tông màu nó thiết kế rất ấm áp luôn đó. Nhìn rất là mềm mại mát mắt luôn. Có nhạc luôn. Một câu chuyện nhàn nhã bình thường. Đẹp. Quýt lít lên. Mấy con game nhẹ nhàng như thế này mà chơi là nó rất là chiêu chiêu thoải mái luôn á. Thôi, chúng ta sang ngày hôm sau nữa là một con game nông trại. Game này có khá là người quan tâm luôn. Cái phong cách nó thì cái anime kiểu cũ á, hoạt hình kiểu cũ á. Nhưng mà cái phong cách vô đây đồ họa nữa. Game này thì nó marketing rất là nhiều, nên nó cũng nổi tiếng là dễ hiểu thôi. Anh em mà thích cái kiểu đồ họa pixel thể loại nông trại nhập vai như thế này. Tôi nhìn nó hướng hoài khổ đến những cái con game trên cái thời máy mà PlayStation 23 rồi luôn. Mấy cái dàn nhân vật là design rất là đẹp nè các. Hồi nãy chớp sơ ngang cái là cũng 10 nhân vật rồi đó. Nhìn nó như mà cái nét tạo hình nó giống như những cái bộ mà phim hoạt hình anime rồi tập niên 90 á. Anh em 9X là biết đâu chắc coi qua nhiều thể loại này. Được, con này đồ họa rất là tươi tắn bóng bẩy luôn. Nhìn rất bước mắt. Lượng follow rất là cao, 20.000 luôn nè. Mặc dù đang là đi upset nhưng mà như thế này quá thành công rồi. Nó cũng na ná con gói đầu pha cha này. Một con game khá là thú vị để là thử qua cái những ngày nông trại cuối cùng của mùa hè. Warhammer 40k lại một con game nữa trong cái dòng Warhammer. Gần đây thì tôi có coi cái phim mà Mad Max á. Đó. Thì con game này nó cũng cái bối cảnh tương tự như luôn Mad Max. Nơi mà xe đua điên cuồng với nhau hết. Đuôi xe bắn súng thì đúng nghĩa hơn đó. Mà tôi không nghĩ ra bối cảnh của Hammer lại làm ra những con game mà như thế này nữa. Đúng là cái vũ trụ nó là khủng khiếp rồi, cái thể loại gì nó cũng làm được hết. Stunum. Gì? Trời ơi, Warhammer 40k mà bây giờ còn phải làm dùng Heli Upset nữa. Online BBB nha, thanh toán trong mạp nha. Game này không phải game offline để chúng ta có thể trải nghiệm cốt truyện hay gì đâu. Chủ yếu là bêm nhau với những người khác là chính. Hy vọng giá game gây gã anh tí. Nhìn nó thì liên tưởng đến vũ trụ Mad Max liền. Anh em không biết xem cái bộ phim này chưa? Phần 1 nó ra rất là lâu rồi. Một cái phần làm lại phần 2 cũng ra cách đây khoảng 5 hay là 10 năm gì đó, tôi không nhớ nữa. Thì cái phần mới nhất là cái phần gần đây, hình như trong năm nay luôn hay năm ngoái vậy đó. Cũng khá thú vị. Phim cũng khá là hay đó, anh em có thời gian thì coi thử cái phim này. Rồi, lại một con game đến là mang tính chất anime rất nhiều, chuyển sinh thành Slab. Cái này anime thì tôi không có coi, tôi chưa có coi anime đâu cả. Tôi chỉ có đọc chiến tranh của cái bọn này thôi. Thì đây là con game của nó thôi. Những con game Nhật Bản, anh em nhìn cái tựa game nè, nó dài hơn cái chỗ này, nó thấm giết chỗ mà nó hiển thị luôn rồi. Đã vừa đủ. Giờ team đã hiển thị vừa đủ cái tên game luôn. Mấy con game này là thường dành cho fan của Bandai Namco á, nên giá game không bao giờ nó rẻ đâu. Anh em mà có thể trải nghiệm nó nếu anh em ưng á. Game này thì tôi nghĩ nó đánh nhau 2D như thế này thôi. Silicon, màn hình cũ nha, chứ không phải là game đối kháng. Chúng ta vẫn có thể đi qua cái tầng hải 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 như thế này. Thôi, chúng ta qua ngày 7 đây. Game này là một con game thuộc chủ đề bắt thú nha. Lối chơi nó cũng là thư giãn thoải mái, chứ không phải là đi phiêu lưu khám phá gì cả. Nhìn con game này, nó mới bắt đầu á, thì nó sẽ kể chuyện rất là dông dài luôn. Tôi đã chơi qua thử rồi. Nhưng mà chắc tôi không làm video con này đâu. Yếu tố chiến đấu nó cũng có là, nhưng mà không có nhiều. Nó chỉ là thường những một số cái động tác cơ bản thôi, chứ không có đánh nhau, không có skill mỹ miều hay qua lệ gì đâu. Chủ yếu là mình như một cái tài liệu khoa học gia viễn tưởng vậy đó, đi thu nhập thông tin mấy con vật này, tạo một cái môi trường sống phù hợp cho nó.
Game này đồ họa thì rất là mướt mắt, đồ họa rất là đẹp, mấy con thú tạo hình cũng rất là tốt luôn. Nhưng mà cái game này thì chắc anh em sẽ kén cái game này của nó. Nhiều người tưởng mấy con game này vô là bắt thú rồi đi đánh nhau cái kiểu thì nó không phải, nó chỉ là mình vô bắt thú rồi mình tạo cái môi trường sống cho nó, nghiên cứu tài liệu, lấy thông tin rồi mẫu vật nào của nó thôi. Nên con game này thuộc cái loại mà thư giãn giải trí thì nó cũng đúng đó. Anh em nhìn mấy cái cử động của nó thì nãy giờ mình rất là thân thiện với mấy con quái luôn, không có đánh đấm chém giết gì cả. Game sẽ ra mắt vào ngày 7 tháng 8. Ngày 7 tháng 8 nhưng mà theo giờ Việt Nam mình là ngày 8 tháng 8 đó nha. Ngày 8 tháng 8 này thì nó là một cái ngày đẹp nên rất nhiều đẹp phát hành con game trong cái ngày này luôn. Đây con Cách Quest 3. Cách Quest 1, 2 thì chắc anh em cũng biết rồi. Cách Quest 2 là từng được tặng miễn phí cho anh em Victor hay gì đó, tôi không nhớ nữa. Còn đây là con Cách Quest 3 của họ. Con này thì mình có thể chơi co-op cùng với mà bạn bè người quen nữa. Hai người. Hai người chơi cùng nhau, phiêu lưu khám phá những cái thế giới này rất là thú vị luôn. Single player cũng có, hoặc là hai người chơi cùng nhau cũng có nữa. Đồ họa nó vừa 2D như thế này, lại vừa 3D, lại vừa xéo xéo nhau, rất là các thứ. Game này thì chủ yếu phiêu lưu khám phá rồi đập nhau, đánh nhau như thế này. Chơi giải trí cùng bạn bè, anh em là có gấu thì ngủ gì chơi, đổi cũng được. Cách quét thì hồi xưa nó chỉ có trên cái map như thế này thôi, còn bây giờ thì nó làm đa cái thể loại hơn. Mình có thể chơi như một con game màn hình ngang 2D luôn, hoặc là 3D đi phiêu du thế giới như thế này. Đồ họa nó rất là đẹp, rất là tươi nha. Cái tông màu này nhìn rất là mát, rất là hoài hòa với điều với nhau nè. Được, một con game khá là thú vị. Quyết tích. Rồi, chúng ta chuyển qua con game Cờ Bạc Tiệp, cũng ngày trong đó luôn. Thì hồi xưa nó chơi chữ mà đinh gần đa gần á, đen đấy á, thì bây giờ nó chuyển thành là đinh gần và những con bạc tiệp. Thì chúng ta vô cái chui xuống hầm ngục rồi đánh bài với nhau thôi. Nên bộ bài nó thì có rất nhiều thể loại để anh em chơi, từ cheat cho tới mà gian lận cho tới là combo kỹ năng bộ bài rồi đó. Game này thì chắc anh em nào thuộc cái thể loại mà bạc thủ thì chắc cũng thử qua cũng được. Ba lá chỏ đâu hay là cái gì đó, nó không giống này đâu, nó giống còn ba lá chỏ không dừng giống này nè. Con này là cũng một con Gogulai tương đối thú vị nha. Anh em mà chưa biết nhìn nó có vẻ chán chán nhưng mà thử qua nó có chỉ gây nghiện luôn. Con này cũng Gogulai luôn, sẵn tiện tôi giới thiệu cho ngày cho anh em. Anh em nhìn cái lượt đánh giá mà nó mới ra mắt ngồi đầu năm nay mà đã 40.000 lượt đánh giá là quá thành công rồi đó, lại over luôn nè. Con game này cũng dạng một cái combo đánh bài với nhau đó, nên nó rất là hay. Mini Sister, mình sẽ kết nối mấy hệ thống tự động hóa lại, một con game quản lý tự động hóa trên cái nền tảng platform 2D như thế này. Tự động hóa trồng cây, farming, rồi xử lý một cái khu vực nông nghiệp gì đó. Game nó rất nhẹ nhàng thoải mái, không có nhẹ nhàng thoải mái nha, chứ không có dễ chơi luôn á. Chơi con game này anh em tính toán cực kỳ đau đầu á, tưởng tượng như một cái mô hình Pactogio xây những cái đường ray vận chuyển như thế này thôi. Nên game này là nhìn nó rất là đẹp, nhưng mà anh em chơi thì thuộc thể loại automatic, thì building đồ, manager đồ á thì mới hợp nói con này. Chứ con này hồi lúc trước tôi chơi thử thì nó rất là đau đầu, mình không có dễ như thế này đâu. Kết nối mấy ống này, phân tích lộ tuyến đường đi đồ, quản lý rất nhiều thứ. Cũng trong ngày đó luôn, một con game mà thuộc thể loại show live, một cái tên khá là mới mẻ. Follow hết. Deadball. Game này là nó chỉ là mức show live ở mức trung bình thôi nha. Nó tầm ở là một con game là trên mức indie tí thôi, chứ thực ra nó vẫn còn dính cái mác indie rất là nhiều. Nó không có đẹp như anh em mong đợi đâu, nhưng mà chơi giải trí theo thỏa mãn cái show live được. Mà ra mắt ngay cái tháng 8 này nữa thì hơi khó trong game này. Tháng 8 này có một cái tên rất là thú vị, là ná con này vậy nè. Chắc anh em ai cũng biết đó giờ này, nên không cần nhắc nữa. Con game này ơi, cảm giác khi mà đánh cái lực va chạm nó gần như không có luôn, anh em để ý nè. Khi mình đánh vô mấy cái con quái này không có cảm giác va chạm gì hết, chủ yếu là nó múa rồi xuyên qua một cái vật thể rõ ràng không. Nên lần đầu tôi chơi con này trong cái bản Steam Netfest đó, cảm thấy nó cũng tương đối bình thường, không thú vị cho lắm. Hy vọng là lúc gì liêu này sẽ đạt được một tí thành công hơn. Game này ra bản đầy đủ luôn, không có liên upset gì cả, thêm hai cái DLC về âm nhạc và hình ảnh cho anh em sưu tập. Cũng trong ngày đó luôn, một con game mà sẽ lên ngày đầu trên PC Game Pass Day One, Steam World 2, một cái phần thứ hai chung cái vũ trụ với những con game thuộc cái Steam World này. Steam World này là một cái thế giới hơi nước, nên anh em nhìn thấy những cái cổ máy móc và trang thiết bị hiện đại nè, đi kèm những cái bánh găng rồi hơi nước bốc lên liên tục.
nó có một cái vũ trụ gọi là Steam World kia. Ông nào đang cái video 13 phút gì rồi? Con game này phần 1 á, phần 1 á đã từng được tặng miễn phí một lần trên Steam rồi. Anh em nào đã từng nhận rồi á thì có thể vô xem được. Hình như là Steam World tiếp mới miễn phí hay gì á, tôi không nhớ nữa. Steam World 2 thì lúc trước nó giảm giá cũng rất là nhiều. Anh em có thể thử qua cái phần 1 này trước khi chơi đến cái phần 2 này. Là nó từng giảm còn có 11.000 à. 3 tháng trước, cách đây đúng 3 tháng luôn. Khoảng còn 11-12.000. Một con game rất là hay. Lượt đánh giá của nó rất là cao rồi. Team World này họ làm rất là nhiều cái vũ trụ game, từ thể loại xây dựng cho tới mà 2D như thế này, và cho tới thẻ bài rất là nhiều thứ luôn. Cái loại nào nó cũng hay cả. Anh em mà có gói PC Game Pass á, anh em có thể lên đó chơi luôn. Nó ra mắt đại quan trên đó, anh em không cần phải mua trên Steam. Chơi trên đó nếu thích thì mình mua sau cũng được. Một con game mà tôi cũng khá là hóng lắm. Rồi, wishlist luôn. Để có gì ra mắt thì tôi sẽ thử qua. Con game này nó để cái hình vậy thôi, nhưng mà cái lối chơi của nó chiến thực thời gian thực, cái thế chiến nó giống giống như mà con Man of War á, Man of War 2 gần đây mới ra mắt á, để cái hình gái lên đây cô view là chính à, chứ thực tế nó không có gì đâu. Con này mang cái xu hướng đồ họa realistic chân thực đó nha, nhìn nhưng mà nhìn cái dựng cinematic hơi đẹp như thế này thôi, với vô gameplay tôi nghĩ là không được như vậy đâu, nhất là cái phần cấu hình đồ họa của nó nè, nó khá là nhẹ luôn, 1660s với mà GX 580, 590. Bên đây thì 1060 đời tấm cũng chơi được nữa. Game này nó vẫn Elite Offset nhưng mà cái lượt follow nó rất là cao. Tôi thấy con game này cũng tương đối bình thường, không quá ấn tượng cho mấy. Nhưng mà hy vọng thì anh em thích thể loại này có thể thử được. Thậm chí hai cái trailer họ dựng đó, tôi đã coi một lần rồi, thấy nó rất là bình thường luôn. Nó miên man, nó lạc lối không vô đâu cả. Cái này chúng ta không biết phải là người hay là những con chuột á. Chuột. Chúng ta là chuột. Chuột cười dán rồi thằng lăng gì đủ trên giấy nè. Giữa chuột. Chuột với chuột. Con gái với con mai này nó khác nhau chỗ nào anh em? Tôi thì bị mù cái này. Gái thì mai rồi mau, không lẽ là ba con này đều ba con chuột hết. Rồi thôi, chúng ta đến ngày 10 rồi. Chúng ta nhảy hơi qua ngày 13 luôn. Tại vì mấy ngày kia là ngày thứ bảy chủ nhật nên không có game đâu. Level Diego, chắc. Thì chết trận này là lúc trước là tôi có đăng ký thử qua rồi. Họ như cũng gửi kỳ rồi mà tôi quên nhận mất tiêu. Với lại đây một con game mà BBBBE đó. Rồi đó, đây mới đúng nè. Con game này thì chơi là chủ yếu là sinh tồn cùng nhau, đi bắn quái vật với hầm ngục thôi. Dạng này mấy con game dạng co-op hay gì anh em đi bắt ma hay là anh em đi lụm tài nguyên rồi đó, thì anh em bây giờ đi bắn nhau một quái. Game này nó delay một lần rồi chứ, hồi trước là nó định ra mắt rồi đó, sau này nó delay đến đây. Anh em nào mà có thích game này, có bạn bè cũng chơi chung cũng được, còn thôi thì coi những streamer họ chơi cùng với nhau cũng rất là thú vị luôn. Mấy streamer mà chơi cùng con này chung với nhau mà họ hát đồ cái thứ đó, bóp giái đồng đội hay là đẩy chọc chó đâu đó, xong rồi cứ chạy thôi. Tôi coi cũng mấy streamer cũng chơi thử con này một thời gian trước, cũng cách đây khoảng 1 tháng 2 tháng gì đó, nó tương đối cũng là thú vị. Thôi tiếp thôi, một game thể loại bắn súng cũng mà realistic phết nè. Con này vẫn là multiplayer nha, đây nè, nó có online co-op với LAN co-op luôn, cũng vẫn là chơi với bạn bè được chứ không phải là multiplayer, nó là dạng co-op chơi á. Nhưng mà tôi nghĩ nó vẫn là một con game indie thôi, nó làm những cái trailer màu mè như thế này để giấu mấy cái khuyết điểm đó. Chứ thực tế thì con game này tương đối bình thường, nhất là anh em thiết kế mấy cái xà tay súng đạn mà để như thế này nó không có hợp vui gì luôn á. Dựng cái bối cảnh thì nó rất ảo ma, nhưng mà cái phong không hợp, về phong trên này thì nó lại quá là đơn điệu. Vẫn là một game đi bắn ma bình thường là chính. Game này tôi không quyết list đâu, đợi nó ra mắt coi chất lượng nó làm sao đã. Thôi chúng ta qua một con game nhẹ nhàng hơn, quản lý quân rụng. Con này lúc trước là nó có một cái bản logo demo một lần rồi, anh em chủ yếu là chơi những cái sự kiện quick time event như thế này, quản lý quán rượu, dân bia cho khách thời đêm, dọn dẹp vệ sinh quán, người phục vụ mấy quán ăn rồi đó. Đó sao mà bạn chạy không nổi cái video luôn rồi trời, bảy chữ ơi mấy anh, bảy chữ ơi, coi hình nó không nổi luôn đi. Phim này là quản lý nhưng mà cái góc nhìn thứ nhất chứ nó không có kiểu góc nhìn thứ ba gì cho anh xuống để mình bui mấy cái vật dụng hay gì đó, nên anh em chơi là dễ bị thiên đình lắm nha. Ôi ôi, con mặt đồ kìa, đốn gỗ rồi lao dọn khách, rồi phục vụ bia, game ấn nhấn Early Access nè. Lúc trước thì có cái bản của logo nè, anh em có thể thử qua cái bản này, nó giống như một cái bản demo vậy đó. Nếu như thấy hợp game này thì hãy xuống tiền. Mấy game này thường anh em chơi quản lý một thời gian là xong, đợi nó update từ từ thì cũng rất là lâu luôn. Và chúng ta qua game mới đi, Sector 2. Con này chuẩn bị ra mắt phần 2, nó lên cái đồ họa 3D đẹp hơn khá nhiều. Nó giống con hồi nãy mà tôi giới thiệu á, vẫn cái thể loại mà đi vi vu thôi. Vô VPN á, bạn chạy không nổi à.
Đó, bấm VPN cái anh em nhìn nó lót một khúc nè. We want to give a quick summary of the game. So you can decide whether it's the right one for you. Con này vẫn là xây dựng kết nối mấy cái thiết bị hết sao, nhưng mà cái phần này dev họ làm mà thiết kế cái đồ họa lên đẹp rất là đẹp. Phần cũ họ cũng rất là nổi tiếng nha, phần 1 á. Giá cũng rất là rẻ nữa. Anh em có thể chơi qua cái phần 1 rồi thử qua phần 2 này. Chủ yếu mình ghép nối mấy cái thiết bị, trang thiết bị máy móc tạo cái đường dây cho nó tự động hóa như thế này, nhìn rất là đã mắt luôn. Rất là nhiều thứ nó chạy nó xen kẽ với nhau. Cái này mấy anh thợ máy, thợ điện, kiến trúc đồ thì chắc đoán mắt. Shapes is different from other factory games in that there are no predetermined recipes for solution. Cơ bản là mình học được cái cơ chế điều khiển trong game này là cũng mệt người rồi, chứ đừng có nói mà lắp ghép mấy cái thiết bị như thế này. Phần 1 cái phần 2 này cái lượt follow 20 ngàn là cũng quá nổi tiếng mà. Đây có phần 1 đang giá rất là rẻ luôn, chỉ có 14 ngàn thôi. Anh em có thể thử qua cái phần 1. Phần 1 thì cái đồ họa nó không lên được cái 3D chất lượng như thế này đâu. Nó chỉ là giống như vẽ trên giấy nháp vậy đó. Nên cũng hơi kén người chơi một tí. Nếu như anh em chơi được cái phần 1 á thì đảm bảo là sẽ hứng thú với phần 2 này rất là nhiều. Đó, phần 1 với anh em giống như là vẽ trên giấy thôi, chứ nó không có được đồ họa đẹp như cái phần 2 nãy. Bù lại thì nó rất là dễ nhìn hơn, nó đồng bộ với nhau, đồng điệu với nhau, nhìn như thiết kế cái vi mạch như thế này đó. Anh em học bán dẫn là như thế này à, đau mắt quá. Rồi tiếp một con game bắn súng cũng thay đổi chân thực luôn, cúp nhìn top down trên xuống. Game này thì nó bắn chậm 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 thôi, nên mình phải đi đến lúc cẩn thận đột nhập vô, lâu lâu cũng phải có vài cái pha hành động gambo nữa. Cái này là bật kính nhìn đêm nè, night vision nè. Nó có cái tầm bắn thì rất nhiều cái tầm ngắm rồi góc khuất rồi đó. Lâu lâu có mấy cái tình trạng gambo như thế này. Chơi con game này thì chủ yếu là thư giãn là chính. Tôi nghĩ chắc nó cũng có một cái cốt truyện gì thôi, hoặc là mình đi nhận mấy cái quest rồi lao tới lướt súng rồi chơi. Bót súng rồi chính. Đó giống như cái phiên bản hành động của con Diego Sebus vậy. Nè. Nhưng con này mang thứ hành động hơn, nó giống con Hồng Kông vậy đó. Trước tôi chơi con Hồng Kông gì cũng góc nhìn trên xuống, nhưng mà nó tương tác môi trường rất là tốt, chứ không phải đi đi bắn bắn như con này. Con này cũng tương đối bình thường. Tháng trước thì chúng ta có một con game chuyên gia đạp ta, thì tháng này chúng ta có con game vừa đạp vừa đấm luôn, cũng cái kiểu thể loại chạy chạy lướt lướt đó, xong rồi nhảy đánh đấm bắn. Tháng trước hình như là con game Angle Fort đó ta, Angle Fort vậy. Con này hành động tiến tấu rất là nhanh luôn, phong cách đồ họa nó làm cũng là tinh liên tí dễ nhìn. Ồ, di chuyển là một phết đó chứ. Anh em mà phép game con này thôi ngồi đúng bài luôn, lưu phép game thôi. Được, nhìn rất là đã mắt, tốc độ cao, hành động rất là nhiều. Coi lại lần nữa cái trailer thứ hai rồi. Bắn cũng rất là lật luôn nha, nghiêng cây súng qua một bên này bắn luôn à, hai tay á, giống là một đặc vụ thứ thiệt á. Con này mà có ai mà gồ laser á, chơi cái kiểu phép gun nữa là coi rất là đã mà. Rồi cũng một con game bắn súng luôn, dạng Cybercop. Game này tôi nghĩ marketing nó đẩy cho anh xuống. Con này chơi được với bạn bè không đâu, có con này online co-op à. Cybercop. Nó top down bắn nhau mà màu sắc như thế này nó hơi bị lèo lẹt quá đó. tháng 8. Gần cuối tháng 8 luôn đó. Mang hơi hướng Cyberpunk chứ thiệt. Ok, game tạm ổn, có gì ra mắt coi được rồi tính. Rồi chúng ta đến bom tấn chiếc mục của tháng 8 này đây, sân chơi dành riêng cho anh đây. Đất biết vua công đang top 1 cái lượng follow trên Steam luôn, giá 60 đô đã có sẵn, 1,3 triệu. Anh em nào có mua cái card màn hình Nvidia mới á thì có thể rồi làm code được qua cái đó. Con này quá nhiều trailer rồi nên chúng ta vô coi làm cái trailer trên Steam giới thiệu thôi. Đồ họa Unreal Engine 5 4 hay là 5 ta, hình như 5 á, rất là chân thực. Game này thì tôi sẽ chơi qua YouTube giờ chính. Game chưa ra mắt nhưng mà đã lọt vào cái danh sách top bán chạy của tháng rồi đó nha. Anh em bây giờ có thể bị order trước được rồi đó. Còn nếu anh em chắc ăn hơn thì cứ chờ game ra mắt rồi tính thôi. Game này có Denuvo nha, nên không có thuốc đâu. Tôi nghĩ là chưa có thuốc thời gian sớm đâu. Nhạc tay vô ký.
Game này thì nó quá hay bơ rồi, một trong những cái con bom tấn của Trung Quốc đẩy lên bây giờ đó. Thậm chí chính phủ họ còn hậu thuẫn tài trợ cho rất nhiều mà. Tiền thì con game này không bao giờ thiếu cả. Thậm chí game chưa phát hành thì họ có khi đã có rất nhiều lãi rồi đó. Tôi vẫn hy vọng con game này của Trung Quốc này thành công thôi. Nó sẽ là tiền đề thúc đẩy những con game khác ba ở khu vực châu Á mình nói chung hay là Trung Quốc nói riêng á. Khi mà một studio, ban đầu studio này vẫn là một studio nhỏ thôi nha, không phải lớn gì đâu. Lúc đó thì họ vẫn còn chủ trương vào một số game mobile nữa, sau này họ mới tập trung phát triển vào những con game lên đến mức 3 như thế này. Thậm chí thời điểm ban đầu họ tung ra chỉ là một vài cái đoạn các cảnh cinematic thôi, một vài cái đoạn gameplay rất là đơn giản thôi, nhưng mà cộng đồng họ hyper quá trời nên mới đầu đầu tư cái dự án này thành một trong những cái dự án chủ lực luôn, được bơm tiền vô và tuyển thêm rất nhiều người nữa rồi sau này đi lên luôn. Nhưng mà ban đầu không phải nói dự án phèn phèn đâu nha, ban đầu nó cũng đã là một dự án rất là lớn rồi đó, chỉ là khi họ hoàn thành cái Gia Long họ mới đầu tung ra từ 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 từ. Anh em để ý mà con game này trailer nó thì nhiều vô kể luôn, trên đây chỉ có hai ba cái thôi, rất là nhiều nữa. Còn chất lượng game này ra sao thì phải chơi mới biết được. Nhưng mà mấy cái sự kiện ở bên mà Campot thôi, mấy sự kiện mà đi dạng như là quảng cáo mở một cái khu kiosk rồi cho người ta chơi thử game ở bên Trung Quốc với mà châu Âu đâu á, thì có rất nhiều người họ cũng đã thử một cái bản demo game này rồi, rất nhiều cánh nhà báo phóng viên với chủ đề game luôn, nên ít nhất cái phần chất lượng này cũng coi như ở trên trung bình đi. Còn khá hay giỏi thì chúng ta phải sờ tận tay dây tận mắt đã, chỉ còn khoảng là hai mấy ngày nữa là tính 3 tuần nữa, coi như 3 tuần đi là chúng ta được trải nghiệm con game này rồi, một trong những con bom tấn hàng đầu của thế giới này luôn. Cùng ngày ra mắt của con game Let's Play Wukong đó thì chúng ta có một con game thuộc thể loại kể chuyện, nó giống con mà 21 Go hay là 69 Go gì đó, phiêu lưu kể chuyện thôi nha, nó có LGBT cộng nữa nên là chắc có được được với cái đồng với nhau. Game mấy ta? 69 Go không? 29. Tôi nhớ có con game cũng có cái tên con đường nó cũng như thế này đó. Nói về những cái người đi nhập cư đi xuyên qua biên giới nữa. Game này nó mang phong cách kể chuyện nên mỗi người sẽ có một cái vai diễn riêng. Tất cả các nhân vật trong này đều nhân vật chính hết. Là chúng ta cứ trải nghiệm được rồi. Nguyên một cái mà đội trong này. Thôi qua một con game nhỏ nhỏ thôi. Game này tôi chơi từ rất lâu rồi. Bây giờ nó đã sắp ra mắt trên Steam. Bây giờ vẫn còn một số bên đang marketing con này nè, có thể nhận kia thoải mái. Game mang hơi hướng ngoại thành rất nhiều. Livestream trải nghiệm cuộc sống rất nhẹ nhàng thư giãn. Anh em mà chơi với con game này mà nhớ về cái tuổi thơ nữa. Game nó nhẹ nhàng như thế này thôi. Đồ họa nó không được như cái cinematic hãy đâu nha. Đồ họa nó như thế này rồi. Nên có thể anh em là hơi kén tí. Tôi ban đầu cũng hơi bất ngờ khi mà họ quay ngoặt cái chủ đề đồ họa qua sang một cái vuông vuông như thế này, nhìn không được đẹp cho lắm. Nhưng mà con game này chắc có khi đâu phát hành đa nền tảng nên họ hướng đến cái nền đồ họa như thế này á, cái kiểu Nintendo Switch rồi đó. Đổ bóng thì cũng rất là gai góc mà, cái phần đổ bóng nó cũng không có làm nhạt nhạt cái đồng đều nữa. Thôi chúng ta qua game mới thôi. Trong cái đợt sẽ thêm FPS thì tôi cũng dự định thử qua một con game tên bay này rồi. Gọi là tên bay thôi nha. Nó là con game bắn nhau hiệp được, kiểu như mà ít cơm á. Cho đây lót nó gói. VPN không gánh bạn qua con nước này à, đổi qua Singapore luôn. Anh hàng xóm của chúng ta, nơi mà trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới. Thôi coi tạm ảnh đây. Game này nó bự bự hài hài, phong cách mà tên bay. Chiến đấu hiệu lực, kiểu góc nhìn top down từ trên xuống giống XCOM vậy đó, 25.000 lượt qua lô, rất là thành công luôn. Tuy nhiên thì tôi thấy cái bối cảnh nó rất là hạn hẹp nha. Nên chúng ta không có cần đi quá nhiều nhiều trong game con game đâu. Chắc là cơ bản một vài bước hợp tác là coi như kết thúc một bàn chơi rồi. Thường là trong cái phạm vi nhỏ hẹp như thế này, đơn vị máu nó cũng chỉ có 1, 2, 3 là chính, rất là nhỏ gọn luôn. Nên tôi nghĩ con game này nó xoay quanh cái yếu tố là gameplay á, không có quá nhiều chiều sâu đâu. Chúng ta giải trí tương đối nhanh là chính. Mỗi cái bàn chơi thì chắc một cái map riêng, nãy giờ có rất là nhiều map luôn nên chắc không có cốt truyện tiến tính gì cả. Đi nhận nhiệm vụ rồi xen kẽ hai phiên nhau thôi. Game này cũng rất là thú vị. Thôi, không no hope luôn rồi, hết cú rồi. Mạng 7 chữ dừng cú. Rồi, có một cái tên ghê thú vị phết nè, Cool Bone. Game bom tấn 4A của Ubisoft. Chắc là tôi không cần phải giới thiệu nhiều về con game này nữa đâu. 4A luôn mà nó đâu phải là 3A hay gì đâu. Game này thì tôi chơi trước khi nó ra mắt mà. Lúc trước là họ invite mấy lần thì tôi cũng chơi thử. Anh em chơi mà Cool and Bone thì có rất là nhiều cái video nói về con game này rồi. Đa số thì họ là chơi thôi. Game đầu tư quá 10 mấy 20 năm.
một thời gian quá là dài luôn, mang tiếng là 4A luôn, nhưng mà cuối cùng thì chất lượng nó rất là tệ hại. Tôi chơi thì không có cảm nhận được cái gì luôn á. Mình với lái thuyền đi bắn nhau như thế này, rồi lút lút lút, thậm chí anh em đi công mấy cái hòn đảo vẫn là lái cái thuyền đi bắn mấy cái trụ thủ của hòn đảo nữa, không được đặt chân lên đảo, là không được nhảy xuống sông bơi, cũng không có làm gì cả. À, anh em chơi Sea of Thieves nó còn có nghĩa hơn á. Game này là một trong những con game mà tôi chơi là không cảm xúc. Được mỗi cái đồ họa là tương đối ổn thôi, nhưng mà vô trong game thì đấm nhau là chính, đâu ai quan tâm đồ họa đó. Bây giờ thì ấy quá lên sờ team mày, mà lên sờ team thì follow chỉ có 500 như thế này thì còn thua cả mấy con game indie nữa không ơi. Rồi, thôi chúng ta lại qua một con game nữa, cũng mà bết bát không kém, nó cấm Việt Nam luôn rồi. Đây, tôi mở cho anh em coi, nhìn là biết con game này là cái gì. Con cót. Anh em nhìn cái lượng người chơi nó rất là thảm thiết luôn, mặc dù con game này nó lúc trước có beta đó, sao nó không hiển thị đây nữa. Con game này trên PlayStation là giá 40 đô nha, nên lên Steam mà không có trả giá nữa thì nó có khoảng là một củ hơn đó. Thì trên Steam bây giờ á, cái Việt Nam chúng ta không có PlayStation đó, BSB á, không có PlayStation đó, nên là mấy cái thị trường không có hỗ trợ cái này đã bị cấm hết, nên tính ra là cấm khoảng 200 quốc gia luôn á, chỉ có một số khu vực chơi được thôi. Mà con game này nó đã ép lớp như thế này rồi, lại cấm thêm hàng loạt nữa thì tôi nghĩ nó không có khả năng sống nổi đâu. PlayStation 5 với PC nè. Game này thì tôi cũng chơi thử qua rồi luôn, cái ngày đầu nó ra mắt thì có mời một số streamer hay là ra to á chơi thử, rồi sau đó họ mở cái bản play test khoảng là 3 ngày sau hay một tuần sau họ bản ở cái bản play test công khai thì cũng không có ai chơi luôn, chơi đúng chán luôn á. Cái bộ kêu nhân vật thì không cái nào đặc biệt cả, thậm chí là cái rất rối loạn tình tình có giá luôn nè, giá khoảng 700.000 800.000 cho một con game này. Một số thị trường thì đương nhiên giá nó lên quanh ở một củ rồi, thì nó chỉ bán một số thị trường như thế này thôi. Những cái nơi mà không có mà PlayStation Plus thì họ không hỗ trợ, không cho chơi luôn. Nên tôi nghĩ con game này anh em nào có tiền thì cứ mà VPN chơi mua được, còn tôi thì tôi sẽ bỏ qua nó liền. Rồi chúng ta tiếp theo đến một con game Enjoin 2. Enjoin 1 lần trước thì tôi mới giveaway xong cho anh em đó, không biết anh em nào trúng thưởng thì không biết có chơi không. Con game thể loại xây dựng hậu tân thế, phần 1 thì tôi mới chơi cho anh em rồi, nó cũng khá là ổn rồi, khá là nổi tiếng, lại Ali FZ nó chơi City Builder. Còn bây giờ chúng ta qua phần 2, tôi thấy nó cũng na ná như phần 1, cải tiến thêm một số thứ là chính, chưa thấy cái điều gì quá nổi bật. Xây rồi quản lý có nhiều thứ, anh em thuộc cái loại xây dựng mà building manager đồ dân đó. Con này lúc ra mắt thì gánh gánh nữa thời gian chơi cho anh em. Đồ họa nó thì không có đẹp đâu, bối cảnh hộ đơn thế mà, nên anh em nhìn toàn mấy cái đúp liều tranh rồi sắt thép nó gỉ sét hết, máy móc thì nó cũng tung té hết, chạy được là tốt, nên không thấy hy vọng quá nhiều con game này về cái mặt đồ họa, chủ yếu là đủ nhìn là được. Đáng lẽ cái con game này nó cập bến là gần gần cái con Phát Minh 2 á, mà con Phát Minh thì bếp gửi mail cho tôi bảo delay mấy tháng rồi, tôi cũng không biết nữa. Trời, họ chưa công bố cấu hình luôn nè. Thôi wishlist rồi, chúng ta chờ đợi thôi, game này ra mắt thì chắc tôi cũng sẽ thử qua cho anh em coi. Rồi lại một con game nữa, một cái loại bắn súng luôn, Smite 2. Game này thì tôi cũng đã chơi cái bản playtest trước sớm rồi, chơi cũng được. Mặc dù lấy Smite 1 thì tôi chưa có chơi nhiều nha, Smite 1 tôi cũng dạng là chơi cho biết một số nhân vật thôi, sang Smite 2 này tôi chơi thì gần như mới là từ đầu. Đồ họa nó rất là đẹp luôn, ấn tượng mấy cái graphic FPS hiệu ứng này, chạy cũng tương đối mượt mà chuyên chu. Cái phần nâng cấp và sử dụng kỹ năng đồ cũng làm đơn giản hóa đối với UD rất là nhiều. Có điều tôi đánh cái trận đầu tiên của cái lần đầu tôi chơi đó, tôi chơi một trận đó là 55 phút, chưa kể thời gian chờ nha. Tức là từ lúc bắt đầu game đến lúc bể chủ là 55 phút, chơi xong một trận là tôi nghĩ luôn, nên cũng chưa cảm nhận gì nhiều. Lúc đó thì con game nó chắc là mới ra nên chưa có cân bằng, đánh nhau đánh hoài, đánh không bên nào thắng bên nào. Cuối cùng một trận gần một tiếng đồng hồ, tôi nghĩ là bên kia họ mệt quá họ bỏ cuộc á, thì bên tôi mới công được vô cái trụ chính để mà end game thôi. 40 triệu người yêu thích Smite 1 sẽ chuyển qua đây, anh em thích con game này có thể thử. Thôi con game này tôi tưởng ghi tôi đây á, bây giờ họ bán nguyên cái gói à. Phần 2 này cải tiến đồ họa rất nhiều, effect thời lượng hình ảnh rồi nhìn cũng rất là tốt, đẹp. Gundam, một chủ đề rất là cũ, Gundam Gekker 4. Vui vô Gundam của bạn, của Bandai Namco, nên tất nhiên giá game là tôi nói nhiều lần rồi, không bao giờ rẻ cả. Nó mặc dù nó hướng đến mà cái phong cách khá là cũ như PlayStation 2, PlayStation 3 vậy đó, đó phong cách đồ họa rất là cổ như thế này, nhưng mà giá game thì không bao giờ rẻ cả. Tôi không mê mấy cái dòng Gundam hay Mecha cho lắm, nên chắc cũng lướt lướt sơ qua là chính.
anh em mà thích cái kiểu mà gáp mấy con Gobo ngày xưa màu đầu từ cái gói linh kiện như thế này nè, thử qua con này rất hợp. Rồi một cái đơn mà tôi rất là hóng luôn vào cuối tháng 8 này, Vision of Mana của Square Enix, giá cũng khá là cao, 60 đô, có Denuvo luôn thì phải. Đây con game này nếu như nó ổn thì tôi sẽ chuyển luôn cuối tháng này, cuối tháng sau, cuối tháng 8. Nó tương tự như là con theo ba git hay là con gì đó, ganlu gì đó, con ganlu vigasin đấy gì đó. Gần đây có con ganlu, tôi chỉ nhớ được chữ đó thôi, ngoài sao như cái chữ gaisin nó thì quá. Nó tương tự như hai con game đó vậy đó. Đồ họa nó cũng tròn tròn, dễ thương, đẹp. Cái đối đánh nó thì cũng đánh nhau khá là mất mắt. Thành phố nó cũng mang cái hơi hướng fantasy rất là đẹp. Xanh mướt, băng tiết. À, Gandu Fantasy Guilin. Nhớ con game kia rồi. Con này đồ họa nó thì không có mà chi tiết nhiều bằng mấy con game kia nha. Chủ yếu là anh em dễ nhìn là được. Còn gì vậy nè? Ồ, mặc đồ kìa. Em nữ hoàng này đồ bốc lửa hết luôn. Thảo thần á. Con này tính ra thì cái đòn đánh nó là không có lực nhiều. Effect nó cũng không có đẹp nữa. Nào, Ganlu Fantasy gì lên. Tôi nghĩ con này nó vẫn ở mức đẹp hơn cho anh em chiêm ngưỡng. Còn một cái tên thì Thema Gizer nè. Giá cũng còn cao hết ha. Tôi nghĩ con game này giống giống như hai game đó, đó. Nên chúng ta cũng có thể mà thử qua game này nếu anh em thích cái thể loại như thế này. Cái em nữ hoàng nãy bằng cái đồ váy siêu ngắn rồi. Thanh niên này nhìn cái mặt giống cái con gì á, không được đẹp lắm. Rồi, một con game cũng tương đối hyper trên mạng xã hội. Con sóc và cây súng, gọi là sóc súng. Giờ này chủ yếu dạng chiêu chiêu đi đập phá quấy gối đồ chính thôi. Đó, con sóc nó cầm được cây súng thì sẽ ra sao. Lúc trước thì con này đăng cái video lên nó hot nhiều quá, nên sau này thành một con game nghiêm túc luôn. Nó giống như cái con mà God Simulator giả lập làm con dê á. Thì con này chúng ta vô con sóc, bắt đầu từ những cái video mà viral đó. Rồi, qua một con game xây dựng vào cuối tháng tôi cũng rất là hóng. Cảm giác xây dựng nó làm tương đối tốt. Mình có cảm giác là mở rộng cái lãnh thổ đi phát triển lên từng ngày, góc nhìn nó 3D top down trên xuống. Đó, xây mà cảm giác nó lên từng ngày nữa. Game này thì không biết có yếu tố quân sự để đánh nhau gì không? Hay mình chỉ đơn giản ngồi xây dựng và quản lý mấy cái thể loại như thế này thôi. Cái hình mà bát giác đi từ trong ra nè. Đẹp, game này cái nó làm cái kiểu ánh sáng, cái tông màu, nó xế chiều đồ, nhìn rất là đẹp luôn. Cảm giác xây mà nó rất là lộn lạc như thế này đó. But challenges always come with unexpected opportunities and treasures. Đồ họa nó thì không có chi tiết đâu nha, nhìn mấy cái nhà như mấy cái đồ chơi mình lắp trên xuống nữa, nhưng mà tổng thể nó làm cái ánh sáng, cái bối cảnh luôn á, nhìn rất là đã luôn. Mấy cái làn khói bốc lên là tia nắng chiếu như cái buổi chiều ban mai rồi. Được. 2500 năm lịch sử. Rồi chúng ta qua con game cuối cùng của tháng, một con game thể bài thể loại bắn tàu vũ trụ kéo kéo thả thả xuống gì thôi. Game này thì của nhà phát hành là Honda Ho, là con ngựa chùm đầu á. Gần đây thì họ có làm con nọt kinh hay là cái gì đó, nọt lan chứ, nhầm. Nên họ phát hành con game này, chúng ta chơi cũng thú vị, tương đối. Lúc trước thì tôi có chơi một cái con cũng mà bắn tàu vũ trụ không cách thẻ bài như thế này nữa. Quên tên tiêu rồi. Nâng cấp khá nhiều thứ, Gogulai đó. Con này tôi nghĩ là Gogulai á, à đây, Gogulai rất vui đây. Làm cái bản nhạc của cái trailer nhìn không có hứng thú tí nào luôn. Phải làm mấy cái nhạc chất lượng lên, cảm giác như là ở ngoài vũ trụ thực thụ luôn nhé. Thôi, thôi, chúng ta kết thúc những cái con game trong tháng 8 này, tôi chuyển qua chương mục giveaway cho anh em.
Đây, con game mà Icon Tycoon Simulator. Bây giờ đóng lại cái đó. Đợt này khá ít người tham gia, chỉ có khoảng 20 người thôi. Này là Thần Ly. Đổi tên ngắn ngắn lại cho nó dễ nhìn. Mở cái map bộ anh thêm lên đó chứ. Đây, đây, đây. Rồi, chúng ta có là 18 người tham gia. 18 người có ai trùng tên không? Để ý nha. Chắc không có đâu. Rồi. Lùi xuống là desktop. Không phải. Nhầm nhầm nhầm. Cái file Excel là CSV phải không ta? Rồi. Chúng ta có 18 cái tên. Thì vẫn như cũ thôi. Nhìn đường map. Này các em, clear hết phần top. Đây 18 cái tên phải không? 18 đúng rồi. Map này map gì ta? Rồi 18 người chúng ta, 3 2 1 quất. Điên sao? Ông Thái Di lần trước là ông trúng thưởng rồi nha, lần này chắc là ông mới trúng rồi đâu, dùng dễ cho người khác chứ. TNFKK đang hạng gì? Ảnh đi bên phải, còn Thái Di thì đi bên trái. UFO à? Ông Thái Di ông vẫn dẫn đầu luôn nè, vẫn dẫn đầu. Ôi ơi, thanh niên nào bay dưới vậy đó, gôi bay ra ngoài luôn rồi. TNFKK lên top 1 nè. Các bạn cũng trúng thưởng nhiều lắm rồi. Hay có hai đường đi hai bên. Ủa, ông nào tự nhiên nhảy đến top 1 đấy? Ồ, hai anh tài đang tranh nhau hạng nhất. Vậy sao win? Đi đâu mới win được? Hình như bị người ngoài hành tinh chiếu vô cái là chết luôn hay gì đó nha. À, tôi nghĩ là xuống đây là win nè. Xuống này nè, xuống cái hố này nè. I am winner, liệu có win không? Bị kẹt ra luôn rồi ông ơi. Rồi ông nằm đó luôn rồi. Ông thấy gì, hình như ông chết queo cái gì vậy. À, thấy gì đây nè. Béo sô-cô-la đâu rồi? Rồi, ông béo. Béo này mà béo nhanh quá ha. Tăng tốc lên đó. Ủa không thấy gì không bị kẹt ở bển luôn hả ta? Đông vẫn đang đi nè. Đấy không sắp win luôn kìa. Bời hộp 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 hộp. Miếng cơm đến miệng rồi còn rớt ra ngoài nữa. Béo đâu ai? Đến được ông béo nhảy vô nào, vô không? Rồi hụt luôn rồi, giúp anh béo của chúng ta. Hãy đây. Man bi tham nữa, chúng giải chúc mừng anh em. Thanh niên cá ngu đâu rồi? Trời ơi, hai ông đi trước, hai ông sát mép hết, ông vô. Hai ông này cũng méo vô luôn, rớt về đây còn ức chế hơn nữa nè. Ngu còn nghèo, ngu còn nghèo. Ngu còn nghèo, ăn cám luôn. Nãy giờ mới có hai ông rớt được hay đây thôi đó. Nhưng mà đáng tiếc một điều là ông cái gì? Man bi tham đã trúng giải rồi. Cyberkana vô được không? Được luôn. Hạng 3. Còn bé Như đâu rồi? Trời ơi, ổng còn bo chứ này. Rồi, bé Như bị ngu đồ chiếm luôn. Rồi, chúc mừng anh em. Tôi sẽ trả giải cho anh em qua cái địa chỉ Gmail anh em đăng ký. Mát đi thăm á. Kết quả cuối cùng là chỉ có 3 người chui vô được cái lỗ thôi. Còn lại đâu bay màu hết. Tội nhất là anh em này. Thấy gì chứ mà béo. Đi gõ ngon luôn, vừa tới cái đỉnh đó luôn rồi lại rớt ra ngoài. Trời ơi. Rồi ok, bye bye anh em. Sao? Bi tham 1396. Chúc mừng anh em. Tí nữa thì tôi sẽ gửi mail cho anh em luôn. Tầm ngày 30 tháng 7 cuối tháng này tôi gửi mail. Kèm con game này.
Ok, Tycoon Simulator, một con game quản lý mà cửa hàng đồ chơi, máy thùng, máy sàn gì đó. Trông cũng thú vị quá. Còn con game này, còn cái giải này thì tôi chưa có giao anh em tại vì chưa có quay nữa. Tại vì con này thì dev họ chưa có gửi key nó, không biết sao tới giờ chưa gửi nữa. Nên tôi vẫn đang chờ thôi, mới có sẵn hai con này. Fist of Island với mà Gokuda. Coi, khi nào mà dev gửi key thì chắc cuối tháng tôi quay. Cũng chưa biết khi nào, chắc tầm tháng 8 này. Rồi ok, bye bye anh em.